Thế Sơn xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Thế Sơn. Nếu anh chị đang có một chiếc xe hơi sử dụng lâu rồi và bây giờ anh chị đang muốn lên đời cũng như là muốn bán nó đi để lấy vốn kinh doanh, và anh chị đang cần tìm một địa chỉ thu mua ô tô cũ uy tín, chuyên nghiệp, thì đừng lo, hãy liên hệ trực tiếp với bên Sơn. Bên Sơn sẽ giải quyết tất cả những vấn đề này. Anh chị sẽ không cần phải đánh xe tới bất kỳ đâu để thẩm định hay là đánh giá. Việc đơn giản là hãy nhắn tin cho bên Sơn. Bên Sơn sẽ tới tận nơi để thẩm định cũng như làm thủ tục mua bán cho bên mình. Mọi thủ tục diễn ra cực kỳ nhanh chóng, thuận tiện và đơn giản, giúp tiết kiệm rất là nhiều thời gian cho anh chị. Bên Sơn chuyên thu mua tất cả những dòng xe từ đời thấp tới đời cao của tất cả các hãng với cái giá tốt nhất. Đừng ngại, hãy liên hệ trực tiếp với số hotline của bên Sơn nha. Xin chân thành cảm ơn. Bởi lý do quý anh chị và các bạn lựa chọn Thế Sơn để bán xe cũ. Thứ nhất, nhiệt tình, chuyên nghiệp, phục vụ trên cả sự mong đợi. Thứ hai, thẩm định giá xe tốt nhất thị trường. Thứ ba, thủ tục giao dịch nhanh chóng, gọn lẹ, thanh toán tiền tươi hoặc chuyển khoản. Thứ tư, không ép giá xe khách hàng được quyền đề xuất giá. Thứ năm, xe đang vay vốn thủ tục đơn giản, nhanh gọn trong một buổi làm việc. Thứ sáu, bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối. Thứ 7, thu mua tận nơi trên toàn quốc, liên tục 24/7, khách hàng không cần di chuyển xa. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video, hãy bấm đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.